Báo chụp luôn đó, y như là để mà cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hiện tại giờ đang vô mùa cua đó mọi người, nên là cua nó cũng giá cũng ok lắm á. Thì cua mà tầm 4 con 1 kg đổ lên là ngon rồi, 4 con 1 kg đổ lên là ăn là cũng ok rồi. Tại bên em thì chiên cua không dây, cua kiểu như dây không tỉ lệ á, thì dây nó sẽ không có hao dây chói cho mình, nó sẽ không hao dây chói ha. Còn cái cua có dây thì thực tế ra thì em cũng bán cái loại đó được thôi, nhưng mà cái loại đó thì nó mềm giá hơn, nhưng mà cả nhà sẽ mất cái trọng lượng vào cái dây trói cua. Thì thường là em bán thì cũng muốn là bán cho mọi người là cua thôi, chứ không có bị hao dây ha. Đây dây bên em cứ tham khảo đi, rồi muốn tư vấn cua gì cứ nhắn vô em tư vấn cho. Đây cua dây này là không hao dây nha.